Phật tử nó hỏi: con kính bạch thầy, từ bi bố thí cho con các vật dụng như ba lô, túi pháp, mũ vân vân mà có danh hiệu Phật, Bồ Tát trong đó và để chỗ không trang nghiêm, như vậy Phật tử chúng con có bị tổn phước không ạ? À, mình những cái đồ đó mình phải để nơi trang nghiêm chứ, nơi trang nghiêm. Nếu mà đội mũ, ở trong mũ mà có chữ A Di Đà Phật ở trong mũ thì khi vào nhà vệ sinh tốt nhất mình cũng nên để ở ngoài. Cái túi đeo của mình có cái chữ A Di Đà Phật á, khi vào nhà vệ sinh á, lúc tắm rửa vào nhà vệ sinh tốt nhất mình cũng nên để ở gì, để ở ngoài. À, thì đừng có mang nó vào đấy. Cái túi mình có cái có Phật và có gì, ảnh có hình Phật và có gì, chữ A Di Đà Phật trong đó, tốt nhất cũng đừng mang vào trong gì, trong nhà vệ sinh, cũng đừng có đặt xuống gì, xuống đất bẩn, nên để lên cái bàn cao hoặc cái gì, cái ghế, cái bàn cao á, hoặc là đi vào nhà vệ sinh thì nên có người bạn mà gì bảo cầm hộ tôi để gì tôi vào, xong rồi vào xong thì bạn vào sau tôi thì tôi lại cầm cho bạn. Nếu mà hai người cùng bí thì ai cầm cho ai? Đây là một câu hỏi có thể phát sinh. Thế thì mình phải ở trong uy nghi, đừng có để đừng có bí bách quá thì chúng ta mới tìm đến những nơi như vậy thì lúc đó là không kịp. Cho nên cái đồ đạc mang theo chúng ta cũng hết phải cẩn thận. Ngày xưa bên Trung Quốc có một vị tổ sư, ngài ngồi thiền, ngài thấy đây 7 ngày nữa là ngài chứng thánh quả A-la-hán. Nhưng mà sau 7 ngày thì ngài lại không chứng. Cuối cùng ngài về một thời gian sau, ngài tu tập sau bắt đầu ngài mới tìm ra vì sao mà hôm trước mình ngồi thiền mình có cái cảm nhận và mình biết rằng 7 ngày sau có vị, có Đức Phật hiện đến và bảo là 7 ngày sau ông sẽ chứng thánh quả. Nhưng qua 7 ngày ông không chứng. Và ông ấy về, ông ấy thiền định, ông nhìn lại cái lỗi của ông thì ông biết lỗi nào không? Cái lỗi của ông ấy, một hôm á, trong cái ngày thứ 4, thứ 5 gì đó, ông vị sư ấy mới đến một ngôi chùa lớn. Mới là khi vào thì ông ra đi, thì ngày xưa người ta các sư lớn lớn, tuổi cao rồi, người ta chống theo cái gậy. Thầy ấy chống theo cái gậy. Thầy đến thì thầy vào, khi thầy bước vào chùa lễ Phật thì thầy á, cái bức tường ngày xưa là có vẽ hình Phật, tượng Phật ở đó, nhưng bây giờ nó đã cũ rồi, nó mờ rồi, thầy không để ý. Thầy chống cái gậy, thầy để cái gậy dựa vào bên tường ở bên gì ở ngoài cửa chùa, thầy vào thì cái gậy của thầy cấm đó, nó chống, nó dựng vào chống cái con mắt rồi, cái con mắt của cái bức tượng, cái bức tranh vẽ ở bên bức tường chùa ngày xưa ấy, nó cũ rồi, nhưng mà thầy để vào đấy. Cho nên do cái lỗi đấy mà sau 7 ngày thầy không chứng được thánh quả A-la-hán. Cho nên chúng ta thấy học Phật chúng ta phải cần và rất phải tế nhị ở chỗ đó. Những cái gì chúng ta đặt xuống đất, những cái gì chúng ta có thể để linh tinh thì chúng ta để. Những cái gì mà có cái sự thành kính thì chúng ta tốt nhất là gì? Chúng ta nên thành kính. Ví dụ như là cái mũ này, cái túi này, rồi các dự có cái gì, có tranh ảnh hoặc là câu Phật hiệu trên đó. Tốt nhất những cái nơi ô uế như trong nhà vệ sinh chúng ta không nên đem theo vào. Và ngồi như thế này, chúng ta cũng không nên để cái túi đấy thì có chữ A Di Đà Phật nên để xuống chân. Hay trong túi chúng ta mà có kinh sách á, thì cũng không nên để xuống chân của chúng ta để chúng ta ngồi lên trên. Hay cũng không được ngồi lên trên cái túi có chữ A Di Đà Phật. À, mà cũng không được gối đầu lên cái túi mà có chữ A Di Đà Phật, chúng ta cũng không được gối đầu lên đó. À, đấy gọi là kính Phật, kính mọi lúc mọi nơi, kính trong cả cái gì, cái danh hiệu của ngài, kính trong cả cái gì, cái chữ viết lên danh hiệu của ngài thì chúng ta mới gì, mới không phạm lỗi. À, mới không phạm lỗi. À, nên làm được cái điều đó thì chúng ta tu hành sẽ thăng tiến nhanh hơn. Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc.